Một chuyên mục hoàn toàn mới, Dark Side of the Moon. Con đường design đó là một con đường của sự cân bằng. Có những cái môi trường làm việc người ta không thực sự coi trọng designer lắm. Cái ngành design này cũng chỉ là vẽ ra mấy cái thứ thôi mà. Design lúc nào cũng là phù thủy và designer lúc nào cũng là bạch tuyết. Xong mình nhạt nhẽo thế nhỉ? Mình chẳng có các cá tính, mình không có những cái thú vui như họ, không có những cái gu như họ. Cái nhân sinh quan của bạn thì toàn một cái sự tiêu cực. Người trong môn nghề, nếu muốn biết có gì thì bấm nút subscribe nhá. Đây là bài viết Trẻ em xem xiếc, lỗi của ai? Video này được tổng hợp từ hai bài viết Trẻ em xem xiếc, lỗi của ai của tác giả Nomad Mai và Chuyện của trẻ em, trách nhiệm của người lớn của tác giả True. Còn mình là Nam, mời các bạn cùng lắng nghe bài viết này nhé. Lần đầu tiên bạn xem xiếc là năm bao nhiêu tuổi? Có thể là ở độ tuổi dậy thì, có thể là chưa bao giờ xem, cũng có thể là vừa mới xem cách đây ít phút trước. Nhưng xem lúc nào cũng không quan trọng. Quan trọng là chúng ta có đủ nhận thức để hiểu được việc xem xiếc có ảnh hưởng thế nào đến chúng ta mà thôi. Sau vụ việc một chị đập nát hai chiếc điện thoại vì phát hiện con mình xem những thứ được cho là không lành mạnh, thì câu chuyện về việc trẻ em xem xiếc đang là một báo động đỏ. Vậy thì trẻ em xem xiếc, lỗi thuộc về ai? Theo như phụ huynh thì cho là do bạn bè lôi kéo, và nếu con mình như vậy thì nên nghỉ chơi với người đó. Còn theo mình thì trong câu chuyện này, người sai lại là xã hội và văn hóa Á Châu, đặc biệt là phụ huynh. Việc giáo dục giới tính ở nước chúng ta vẫn còn đang thiếu sót rất trầm trọng. Vậy nên, việc quan hệ để lại hậu quả và hiện trạng phá thai ở các nước châu Á luôn được đặt ở mức báo động đỏ. Trong video này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu vì sao và do đâu lại dẫn đến tình trạng này. Không cập nhật kiến thức đầy đủ về tình dục. Một phần như đã nói ở trên là thiếu sót về mặt giáo dục, thì phần nữa là do người lớn ngại đề cập vấn đề này đến trẻ nhỏ và xem đó là một điều cấm kỵ. Lúc nhỏ, mình cũng hay hỏi mẹ là con sinh ra từ đâu, sao con lại được sinh ra? Nhưng câu trả lời của tất cả phụ huynh luôn chung chung như đẻ ra từ nách, lụm ngoài bụi chuối, vân vân và mây mây. Từ những việc như thế dẫn đến việc kiến thức về tình dục bị thiếu sót. Và cái gì càng thiếu sót, càng bí ẩn thì người ta sẽ càng tò mò. Từ tò mò sẽ dẫn đến cảm giác muốn thử. Và khi một đứa trẻ còn thiếu kiến thức về cách sử dụng các biện pháp bảo vệ thì sẽ rất dễ dẫn đến hậu quả khó lường ở độ tuổi còn quá trẻ. Phụ huynh còn thiếu kiến thức về quá trình tuổi dậy thì. Theo khoa học thì một bé trai sẽ phát triển cơ quan sinh dục từ năm 10 đến 19 tuổi và xuất tinh đầu tiên vào khoảng 13 đến 15 tuổi. Đây là khoảng thời gian các bé trai sẽ rất dễ mộng tinh, nhưng cũng không phải là độ tuổi thích hợp để bắt đầu quan hệ. Việc tò mò sẽ là tất yếu, vậy nên các bé trai sẽ có nhu cầu được thỏa mãn và tìm hiểu về quan hệ tình dục. Giai đoạn này là rất cần thiết để phổ cập kiến thức về giáo dục giới tính và phải hiểu là một bé trai cũng sẽ có nhu cầu tình dục dù ở độ tuổi còn nhỏ. Vậy nên, việc xem xiếc hay tự xử cũng là việc mà các bé trai có thể bắt đầu làm. Việc hiểu về quá trình này sẽ giúp phụ huynh có cái nhìn thoáng hơn với con cái, đặc biệt là tìm một cách phù hợp với con mình để bé có thể phát triển bình thường, không nghĩ đến vấn đề quan hệ quá sớm, nhưng cũng không ảnh hưởng đến sức khỏe của bé. Nhưng nếu phụ huynh quá cổ hủ và không đủ kiến thức thì sẽ dẫn đến tình trạng chúng ta thấy rất nhiều dạo gần đây, vừa ảnh hưởng tâm lý của một đứa trẻ, vừa truyền tải thông điệp lệch lạc cho các bà mẹ bỉm sữa, đồng thời ảnh hưởng cả tương lai của bé và rất nhiều bé trai khác. Từ góc nhìn của câu chuyện đập điện thoại. Những ngày vừa qua, cộng đồng mạng dậy sóng với những hình ảnh chia sẻ màn hình từ vợ một nghệ sĩ nổi tiếng về chuyện con trai 12 tuổi tham gia group 18+. Theo đó, chị đã đập nát điện thoại của bé và quay video bé xin lỗi, hứa nhận sai lên mạng xã hội. Trước những việc làm trên, đã có rất nhiều bình luận phản đối về cách dạy con của chị, cho rằng việc công khai, lên án gay gắt sẽ ảnh hưởng đến tâm sinh lý của bé sau này, đặc biệt khi bé còn là người nổi tiếng. Bên cạnh đó, những câu chuyện về việc giáo dục giới tính ra sao, hay nên xây dựng không gian mạng an toàn cho trẻ như thế nào cũng là những câu hỏi được nhiều người đặt ra. Đầu tiên, là về trách nhiệm của bố mẹ trên môi trường số. Thế hệ ngày nay được tiếp xúc với điện thoại, máy tính bảng từ khi còn rất nhỏ. Đặc biệt, trong đại dịch Covid-19, việc chuyển đổi số là điều gần như không thể tránh khỏi. Trong khi đó, những nội dung bạo lực, người lớn lại có thể xuất hiện một cách tình cờ trên các website, mạng xã hội. Vì vậy, việc tiếp cận với những nguồn tin này nếu thiếu đi sự giám sát của bố mẹ là việc không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra. Mặc dù nhiều nền tảng tìm kiếm như Google, Cốc Cốc đã có các chế độ tìm kiếm an toàn hay các mạng xã hội như Messenger, YouTube
cũng đã cập nhật phiên bản dành riêng cho trẻ em. Internet nhìn chung vẫn là một nguồn thông tin vô tận, không kiểm duyệt. Với một thế hệ trẻ ngày càng được cập nhật và nâng cao công nghệ, bố mẹ cần có những cách thức nào để bảo vệ môi trường số an toàn cho trẻ em? Và liệu có giới hạn nào giữa việc bảo vệ và kiểm soát xâm phạm quyền riêng tư của trẻ không? Thứ hai là về câu chuyện giáo dục giới tính cho trẻ. Chúng ta thường nói về việc vẽ đường cho hươu chạy, nhưng mỗi độ tuổi, các em sẽ cần những phương pháp tiếp cận khác nhau. Bố mẹ nên tiếp cận như thế nào về chủ đề này? Và như trong trường hợp trên, khi chuyện đã lỡ rồi thì cách phản ứng phù hợp dành cho con trẻ sẽ ra sao? Có một câu nói trong Hoàng tử bé rằng tất cả người lớn đều đã từng là trẻ con, nhưng hiếm ai còn nhớ. Đây hẳn cũng là điều chúng ta cần tự nhắc nhở mình khi đề cập đến những vấn đề có sự góp mặt của con trẻ. Với tư cách là một người đã từng là trẻ em, bạn nghĩ sao về những câu nói trên? Phản ứng như thế nào mới đúng? Một sự thật rất buồn là giáo dục Việt Nam sẽ còn mất rất nhiều thời gian để cập nhật và chỉnh sửa. Xã hội cũng sẽ cần rất nhiều nỗ lực để thay đổi cách nhìn về tình dục. Nhưng phụ huynh, những người trực tiếp giáo dục một đứa trẻ, và chúng ta, những người ở cạnh những đứa trẻ đang phát triển, thì hoàn toàn có thể làm khác đi để giúp cho đứa trẻ đó phát triển một cách đầy đủ. Việc xem xiết ở độ tuổi 13 đến 15 là hoàn toàn không có gì sai trái. Chúng ta phải hiểu đó là giai đoạn dậy thì ở cả nam và nữ. Mình nhắc lại là bình thường theo khoa học và không có gì là cấm kỵ cả. Có lẽ ở các nước châu Á thì văn hóa không quan hệ đến khi kết hôn vẫn còn trong tiềm thức của chúng ta. Và 13 đến 15 tuổi thì vẫn còn là những đứa trẻ. Nhưng đó là những gì chúng ta nghĩ, xã hội nghĩ chứ không phải là cơ thể và phản ứng khoa học nghĩ. Vậy nên, hãy hiểu vấn đề đó trước và sau đó, khi phát hiện bé xem xiết hay văn hóa phẩm đồi trụy theo định nghĩa Việt Nam thì hãy tìm hiểu xem bé đang xem những thể loại nào và tìm một cách giáo dục giới tính rõ ràng và cụ thể cho các bé. Khuyến cáo lớn nhất vẫn là đừng la mắng hay trách cứ các bé, vì các bé sẽ dễ bị ảnh hưởng tâm lý và dẫn đến việc sợ hãi với phụ huynh, khó giao tiếp với phụ huynh và tạo khoảng cách. Từ đó, nếu có việc gì ngoài ý muốn xảy ra, bé sẽ có xu hướng tự tìm cách giải quyết hơn là nhờ đến người lớn. Hãy cố gắng trò chuyện và nói về tình dục một cách tự nhiên nhất với bé. Đồng thời, khuyến cáo các bé nên tránh quan hệ tình dục sớm và độ tuổi thích hợp để quan hệ tình dục là 20 tuổi ở nam, 18 tuổi ở nữ. Khi mọi cơ quan sinh dục đã phát triển đầy đủ, tâm sinh lý cũng đã vững vàng để chuẩn bị các biện pháp bảo vệ, cũng như đã bắt đầu đủ tư duy và trách nhiệm với bản thân. Nếu phản ứng của chúng ta quá gắt gao hoặc cực đoan, sẽ dễ ảnh hưởng đến sự phát triển cả về tâm sinh lý của một đứa trẻ. Vậy nên, hãy dùng một thái độ nhẹ nhàng và theo dõi những cách thức giáo dục giới tính để có thể giáo dục một đứa trẻ tốt hơn, thay vì là rêu rao trên mạng xã hội và ép bé phải từ bỏ sự tò mò của mình. Bên cạnh những ý kiến trái chiều về việc trẻ em xem xiết, thì vẫn có một số ý kiến là việc giáo dục mỗi nhà mỗi khác. Nhưng mà việc đem hình ảnh con cái đưa lên mạng xã hội mà không có sự đồng ý của bé đã là một lỗi sai. Con cái sinh ra là do ba mẹ, nhưng con người thì ai cũng có quyền, chứ không phải là ba mẹ có quyền quyết định thay cho con cái. Và việc thiếu kiến thức dẫn đến phản ứng cực đoan với con trẻ lại càng là sai trái. Sau sự kiện trẻ em xem xiết thì trẻ em không sai, chỉ có giáo dục sai cách và ba mẹ đang phản ứng quá sai với con trẻ mà thôi. Nếu các bạn thích video lần này, đừng quên nhấn like, share và subscribe để ủng hộ chúng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn ở những video sắp tới. Còn mình là Nam, đến từ Spider Room.